vâng, công đức sinh thành công đức trong thân của mẫu của đại lão biết bao nhiêu niềm vui và niềm hạnh phúc của tôi sâu và chú đệ không được ống bằng từ những bàn tay yêu thương đó. Và tiếp theo ban tổ chức cho tôi sẽ được chọn đến người song thân của chú đệ và cô dâu. Và tiếp tiên sẽ được chọn đến người song thân của chú đệ. Sẽ được chọn kính mời quý ông Hoa Cưng và quý bà Minh Cưng đến từ sân khấu để ra mắt hôn trường. Sẽ được chọn kính mời. Về phía đại diện bên họ nhà trai sẽ được chọn kính mời chú Ma Hân là công ty từ sân khấu làm các đại biểu sẽ được chọn kính mời. Và tiếp theo ban tổ chức chúng tôi sẽ được chọn cái mời song thân của cô dâu. Sẽ được chọn cái mời quý ông Hoa Sala và quý bà Mỹ Sala cùng đứng từ sân khấu để được mắt anh trường. Cùng với vị đại diện bác Ai Hăng cùng đứng từ sân khấu các đại lệnh đáp lễ xin mời. Alo cầu cầu toàn năng gặp vô chỉ huy chỉ ma thì cầm đi là đàn tiền ngày cây. Nếu như các nơi em đang tồn tại thích trả tổng bề nhận vô cây. Lãnh đàn cô biệt la biệt khóa hoàng đường hoàng đường đường này. Một người lượng chư biệt la từ gồm sang em thường thích trả tổng bề nhận vô đề nóng hồi hợp áp này. Vâng thưa quý vị, như vậy là trên sân khấu của ban tổ chức cây tôi đã sự hiện diện đầy đủ của hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể. Và sau đây xin được kính chào đến mời hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể sẽ cúi chào toàn thể quý vị và đáp lại tình cảm thân thương của toàn thể quý vị và dành tặng cho hai gia đình của chương trình hôm nay ạ. Và nên làm quý vị sẽ đến 1, 2, 3 và hai bên gia đình sẽ cúi chào 1, 2, 3 cúi chào ạ. Một chào bắt tay quý vị ơi. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, sự về thiện diện của toàn thể quý vị và các đồng vui là niềm vinh hạnh lớn lao của hai bên gia đình cũng như cô dâu chế độ trên ngày hôm nay. Tôi đã đáp lại tình thân thương của toàn thể quý vị. Xin được chọn tiếng mời hai bên gia đình có lời phát biểu. Và tiếp tiên xin được chọn tiếng mời chú Ba Hân đại diện kết hợp nhà trai có lời phát biểu trước ạ. Kính thưa quan viên hai họ, thưa quý ông quý bà, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, tôi xin thay mặt cho hai họ có lời phát biểu. Hôm nay ngày 10 tháng 7 năm 2022, gia đình Mỹ Cưng đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, cũng được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương, cho phép của chính quyền địa phương. Hôm nay gia đình Mỹ Cưng Ma Cưng tổ chức một bữa cơm thân mật để chúc mừng cho hai cháu. Thay lời cho gia đình, tôi xin có đôi lời phát biểu. Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả quý vị khách quý đã bớt chút thời gian bạn lòng của mình về chung chia niềm vui với gia đình chúng tôi, đã bỏ hàng trăm công nghìn việc đằng sau cũng về dự với gia đình chúng tôi. Cũng thay mặt cho gia đình tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị đã đến chung chia vui với gia đình chúng tôi. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi cũng xin chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, luôn luôn yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Trong khâu tổ chức tiếp đón, gia đình chúng tôi không tránh khỏi những điều thiếu sót, mong quý vị được lượng thứ và thông cảm. Tôi cũng xin chúc cho hai cháu luôn luôn yêu thương nhau và sống bên nhau trọn đời. Cũng chúc cho tất cả quý vị khách quý dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Chúc cho buổi trưa thật ngon miệng và an lành. Xin cảm ơn. Xin thầy cảm ơn những người phật biểu và lời cảm ơn thay trả lời hai bên hai gia đình. Bao nhiêu lời nói chân thành những lời gia đình gửi trao. Xin thầy cảm ơn những lời phật biểu và lời cảm ơn đến từ gia đình hai họ. Vâng, sau đây mời toàn thể các vị cùng dành những phút hướng mắt về sân khấu tình yêu để cùng thương chia những tâm pháp đẹp nhất, ân tưởng nhất và hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể của chương ngày hôm nay. Và sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng tiến về thăm bánh để cùng sẽ chia những chiếc bánh ngọt ngào cho ngày cưới. Xin được trân trọng kính mời. Chúng tôi sẽ chia ngọt bùi, đồng cam cùng khổ trọn đời bên nhau. Bánh này vừa trắng vừa hồng, tương cho tình nghĩa mặt mỏng đôi ta. Và tiếp theo ban tổ chức chúng tôi sẽ được chọn kính mời cô dâu và chú rể thay chân tay rất tay ly đường hồng ở tròn hạnh phúc trong ngày cưới. Sẽ được chọn kính mời.
quý vị Ngọc Hoàng, Thanh Dương và Tôn Châu và Sư Lạc này. Thế là xin phúc đây toàn thể quý vị đang thưởng thức quân ăn ngon.